Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với kênh của Trung tâm Đào tạo Thiết kế Khuôn mẫu Chuyên nghiệp MoPro. Hôm nay AD sẽ tiếp tục đồng hành với các bạn trong video hoàn thiện khuôn hệ thống đơn giản. Ngày hôm nay chúng ta sẽ hoàn thiện phần core, phần trên màn hình các bạn đang nhìn. Phần core này chúng ta sẽ hoàn thiện các cái phần như là tấm PL block, tấm C-Tailor plate. Ở đây thì vẫn hay dùng tên là PL block cho các bạn học viên và nhân viên, vì thực tế tấm giảm chấn về mặt khuôn chính cái mặt tiếp xúc, thường cái mặt này nó sẽ cao hơn khoảng 2-3% thì nó tiếp xúc trước, nó sẽ làm giảm cái tác động lực đóng khuôn lên cái mặt tiếp xúc này. Thứ hai cũng có cái với một khuôn hàng chợ này, các bạn cũng có thể bỏ qua cái tấm này vì khuôn giá rẻ thì chúng ta có thể bỏ qua gia công không cần thiết, bởi vì khách hàng yêu cầu giá rẻ thì chúng ta mà làm bộ khuôn nó cũng bị rẻ, thì chúng ta mà làm chúng ta quét gia công các cái hốc này, chúng ta phải làm các cái tấm này thì nó mất thời gian, chúng ta mất thêm chi phí. Những cái tấm topper block set định vị cái thì chúng ta đã bỏ topper pin set, topper block set tất cả chúng ta đã bỏ, làm gì sẽ bỏ hết thì ADN không làm cái dãy này, chúng ta đã không mất thời gian. Bây giờ thì cái suit đồng môn, cái giới hạn dàn pin này chúng ta cũng có thể bỏ. Vì thực tế ra thì nó chỉ là cái giới hạn ban đầu và các khuôn chính xác, khuôn đắt tiền chúng ta dùng cho hay không. Giờ thì thêm cái màu xoa này để tránh kẹt pin. Cho đi ở đây sẽ gần như bỏ hết cả vai được pin, ejector lên được pin. Chúng ta sẽ dùng cái gì tâm pin để ta làm gần chính xác, thì chúng ta làm là nhìn dẫn hướng đèn pin, nó không ảnh hưởng nhiều với các sản phẩm mà chúng ta dùng pin to. Pin trong to này chúng ta thoải mái, pin nhỏ thì không có thì ta có thể bị nút này gãy với pin to này. Thì chúng ta có cái gì thân pin dẫn hướng, hôm nay hôm trước thì đi hướng dẫn các bạn tiền phần ca rồi, thì để tiện cho bên tập công lắp ráp chúng ta nên thêm hai cái lỗ móc cầu trên cái tấm top clamping plate, bởi vì đa số bây giờ anh em tháo ráp khuôn mà sẽ úp khuôn được kiểu đứng như này, chiếu thì trên dưới chọn ít khi để ngang, bởi vì với các khuôn to này để ngang này chúng ta gần như đóng nó sẽ rất mất thời gian, nên anh em gần như
bỏ qua cái công đoạn đóng kiểu từ đóng bên ngang ở trên bản map ấy, vì không phải công ty nào của bản map, để cho các bạn đóng được các cái này. Khi úp dưới sàn chúng ta thêm hai cái lỗ móc cầm bên phần tổng kẹp. Chúng ta thêm cái 16 mà em nghe để xem sâu lại. Nhìn nó đỡ vướng. Thật là cho hai cái nó đối xứng nhau luôn. Đó, như này thì chúng ta có những thiện tiện lợi cho anh em lắp ráp. Trên này thì chúng ta cái tấm cavity block chúng ta làm block cầu, có thể làm ở giữa chúng ta làm đối xứng bên, tùy vào các bạn để đường nước nó về không, ta sẽ làm vị trí cân xứng nó đẹp. Ví dụ đây quan điểm trên này giữa thì anh em người ta dùng người ta vấn đề rút lên rút xuống được. Đây là đây không dùng trên các bạn, đặt trên thì mất thêm công đoạn trên tốn tiền gia công vì cũng giá rẻ, đập bỏ qua là đập qua vì chúng ta chỉ mất công lắp lần đầu, lần sau thì chúng ta gần như cái quần hàng chợ ít khi là tháo ở giữa. Cái sản lượng của nó thì cũng có thể nhiều đấy, nhưng cái chất lượng là không nhiều cực cao, ít khi tháo quân ở dưỡng đúc liên tục luôn, cả họ đúc lấy bằng tay nên là cái sản lượng nó không nhiều, vài làm đến triệu sót, ít khi tháo ra bảo trì ở dưỡng. Rồi thì chúng ta sẽ đi ở phần co. Để xem cho này hết cái thành nêu quản lý, sau đó là sẽ làm một con. Phần co này thì
người ta như ở đây còn nói là chúng ta sẽ dùng đến cái cây rút đầu buồn mình nữa. Này, cây xuân đầu buồn đây sẽ không dùng được nó. Thay vì đấy thì em thấy đã tạo ra gen trên cây gì tân bi này và vẫn có thể khóa được cái dàn bi định vị được cái dàn bi này thì dùng đến một số. Bây giờ chúng ta hoàn thiện là chúng ta sẽ chọn một số vào. Chúng ta dùng tiêu chuẩn Mitsui MPQM. Này bạn để 49 nó tụi nó cho chúng ta sống người nhân đạo và những tâm thần nhân tâm người nó so là sống người thì sâu vào 88 đường kính trong như là 30 đường kính ngoài là 60 cái chiều cao 88 ao tù một chút ta các bạn ok. Nếu bạn đến chúng ta đã được cái nó so này. Đây để con đẩy 25 cái sản phẩm này thì 16 để 25 để đẩy rớt được nó làm để rơi ra ngoài với em chợ thì người ta sẽ thường đẩy rớt với 25 này là đẩy nó ra được. Tiếp chúng ta cái nỗ đẩy này hai cái nút chúng ta để một thì tùy thường thì nếu như máy họ có được ba cái chúng ta sẽ để ba, còn thường nó chỉ có một cái đầu đẩy chúng ta để một thứ ba thì nó đẹp. Các cái khoảng cách thường thường cách nhau 100 chúng ta phải dùng lĩnh vô chúng ta dùng các cái trong gian siêu này. Đây là nhìn đấy sẽ ba cái
lỗ đẩy thường 30 với máy 100 tấn cho nên thì chúng ta dùng đi 30 cái nó tầm và nhầm là ok. Anh sẽ cho chúng ta 3 cái. Với máy các bạn có 5 cái đi các bạn, có thể để 5, 3 cái ở đây chúng ta đẩy tương đối cân. Tiếp thì mình có thể chúng ta dùng limit hoặc không, cứ làm chợ thì chúng ta có thể bỏ vào limit để cho chúng ta về cho đơn giản. Đây là một tốt chúng ta thường như này, như để hai cái được. Chúng ta để chỉnh tốt thì nó dễ nhìn được. Và chúng ta làm xoay đấy, và khách không yêu cầu chúng ta được qua, mà vì chúng ta không làm gì từ pin nên chúng ta không làm electro thì từ pin chúng ta sẽ làm cái limit này nó cảnh báo toàn chúng ta. Cắt xong làm đây là gọi là làm mẫu các bạn nên không dùng lệnh xoay ngon bạn để ý các bạn đi. Với quân làm chợ thì đây chúng ta làm cảnh báo đó thì để với limit chúng ta để chỗ này chúng ta cắt đi, là dùng lệnh block hoặc lệnh gì
Ở đây là sừng nhưng mà làm này là đi sâu quá. Chủ giác là nó đi sâu. Để sẽ thu lại. Nếu thiên ra cổng nó bắt đầu do sáu nó phải buộc là sáu sáu tám tùy bạn đến sáu tiếng bây giờ là cũng cần support inner nếu bạn này support chúng ta sẽ đặt support để mục đích của nó để chống võng khuôn đặt vào các vị trí mà chịu nhiều âm lực nhất thì ở giữa chúng ta đặt hai con chỗ khác chúng ta có thể đặt loại nhỏ hơn được hoặc không tùy với áp lực của máy đúng chúng ta sẽ đặt cho nó phù hợp với khuôn 100 tấn để chúng ta đặt 8 cái như này thậm chí chúng ta đặt 6 cái để chúng ta đặt đúng 8 cái support này các bạn bốn chín đối xử với bạn tôi nhìn thấy ta đây là để mười các bạn nhớ tránh những vị trí pin
là đủ support. Để bây giờ đến các cái nút pin. Nút pin này. Máy nó đang tính hơi chậm một chút để làm đề sẽ để nó tính, vì dùng laptop thì thiết kế nó rất nhanh tiện lợi. Hoạt động pin PV6 mọi người để nguyên. Đi ra xe các bạn mở rộng 1.5 bản kính 1.
Đây chúng ta bỏ tâm. Sau khi đi kiểm tra lại thì do các cái pin này là cắt trước là mình bây giờ chúng ta sẽ cắt từng phần một. Cái phần này chúng ta nhìn trên bay tạo em không, nó không có phần đặc biệt. Và nhìn cắt thì để cắt hết cái mông cái tôi bị các bạn. Đây thì dùng parameter nó mất hết các cái pin để mà nó sẽ mất để nó mất hết. Đấy, cái pin nó cắt và đến đây. Đây là phần cắt pin các bạn. Là chỉ cắt lỗ mình tiếp một cắt tiếp một phần tầm đây đây tôi nhìn rồi cắt ở đây rồi vào lỗi này để quay lại. Chọn
네, 뭐, 그거 멀리 같은. 나는 스몰 베이비인만 되는 것 같아. 베이비인 늦었다는 느낌. 생각 그 비는 다음 딱 눈을 봤네. 미정 누가 제가 거 지금 비트가 남아 내는 제가 그때 본 거인데. 얘네는 성립이 맞아요. 그러니까 조금 별로 좋은 애인가. 카테모 좋은가. 때문에 뭔가 내 느낌이 그런 질문 건 너나 그니? 맞다. 네, 너무 너무 네, 사랑해.
cái ẩn cái support nghỉ trên. Tiếp là ta đến đường nước, chúng ta sẽ xem đường nước. Đường nước ta đã nằm trước rồi nên mình công trình đơn giản vậy, làm cho các bạn hoàn thiện bộ khuôn vừa nào hướng dẫn thì nó mất thời gian để mình làm cho nên. Ta cứ chọn đối với cái này như bình thường. Đây thì như trước phần mềm cavity các bạn muốn làm gen các bạn nên 1/4 hoặc 3/8 tùy anh chị. Ống 10/8 thì tùy anh chị quá. Còn muốn cho mình đến thế thì trước cả phần qua nó cũng bị dính đường nước để quên không để dùng ra cái bù lông sắp nào này thì sẽ bù ra
có hai cái bộ lông vẫn bị giống như vậy. Cavity trước. Đang khoảng 15-20 giờ và những vị trí mà nó bị ăn gì đây là bị dính đường nước nha, vá lại cái đường nước. Nên các bạn để ý trong quá trình thiết kế khuôn thì đường nước của chúng ta để đi lông cũng có vấn đề, chúng ta để ý chạm sân bụng. Để xử lý nó này, để xem unit này. Đây là cái nó có cái nối là sẽ mua đi. Rồi, sẽ mua đi. Vẫn bị nối. Bên ngoài chuẩn bị sắp chạy. Đây là sự lưu trước. Bị nối. Sẽ cùng đôi trước này chúng ta để cà phê cái này chúng ta mua đi nó không ảnh hưởng gì các bạn, vì thiết kế này chúng ta ra công bày sẽ có cần chúng ta còn bây giờ chúng ta quay lại là bình thường. Cái nước này thì
còn nữa là để đang làm trước mình mà có sẵn bình thường là mình làm cụ thể nó sẽ mất thêm chút thời gian. Và thì hôm nay mình dùng cái dành lại nó chỉ có mấy năm như vậy nhiều. Các bạn ta hiểu cách dùng và nó ta hiểu được khuôn biết cách thì dùng đơn giản đó. Có cái tầm đặt tưởng dây chúng ta mười đường ống thường là mười. Mời nó dùng chứng tư là ok. Rồi chứng tư đến đây thì với cái bộ khuôn hai tấm đơn giản này sau khi chúng ta hoàn thành các cái này gần như là xong, không còn cái gì nữa. Nếu làm thêm cái sudoku thì chúng ta có thể thêm theo AD thì chúng ta không cần thêm cái tấm gì thay đổi vào lết hay kia vào lết vâng đây là để kéo cái pin nó lên hoặc cho nó xong phần này thiện quá. Cái phần cắt pin này là để hướng dẫn các bạn của bài riêng. Làm phần chúng ta chưa cắt đơn giản. Như là để cắt rồi nên dùng cái này để báo những lỗi. Nên là cắt đến mây, cắt đến cái mặt của chúng ta chọn. Để làm lại chút. Đây là để chọn hai cái khác nhau vì
để cho bề mặt không bằng nhau, cao thấp là đến điều này đúng không? Để đề này các bạn có thể chọn xong hết bên dưới và cùng mình dễ quên cho mình hai cái nút thì để mình thêm nút cho nó xong nó chuẩn đủ luôn. Vào đồ em qua này quên một phần nào ấy. Đây sẽ thêm hai cái nút móc cổng dẫn cô này vào cho nó chuẩn cho các bạn bắt giáp là dễ lên. Giờ cho nó cũng chảnh chảnh cái nó chưa vướng được.
Nếu mà mua hơn hai tấm đơn giản thì và giá rẻ thì chúng ta có thể làm thế này là cơ bản ok, không có vấn đề nhiều. Tại vì giá rẻ thì chúng ta làm nó rẻ nhất có thể do đây là khách hàng yêu cầu vật liệu có cả Eneta, Starbucks, Nhiệt Nguyện này chúng ta không làm Nhiệt Bay, cũng không có em cho giá rẻ Nhiệt Bay nữa. Đơn giản, thêm một phần vật liệu, quét sạch, chúng ta làm sẽ nhanh hơn. Đến đây thì ở đây để hướng dẫn các bạn hoàn thiện cái bộ phần hai tấm đơn giản nhất có thể. Các bạn trong quá trình xem trong 3 phần hãy áp dụng nó vào cái công việc của mình cho hiệu quả. Các bạn có câu hỏi nào cần giao lưu qua đây để đến cho mình nói đây sẽ xem xét trả lời các bạn. Các bạn xem được video nếu thấy hay hãy cho đây xin một like, một đăng ký nếu các bạn là người mới. Các bạn có thể chia sẻ giúp AD đến những người cùng yêu thích để mà thiết kế chế tạo phun nhựa để biết đến kênh của AD nhiều hơn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bài tiếp theo. Xin cảm ơn.